Kênh Nhà Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Nay Trung qua bên sông Rai Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Đồng Nai quý vị nhé. Thì đây là cái con đường Trung đang đứng ở đây, là cái con đường vô dân cư thuộc xã sông Rai, huyện Cẩm Mỹ. Thì đường này là đường 7 mét. Nói chung là bên này người ta trồng chuối, trồng chuối xung quanh đây. Thì Văn Trung sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một lô đất vườn có vài sào đấy, trong đây thì có cái hồ luôn, thì lát Trung sẽ quay cho quý vị xem nhé. Thì đây, từ đây Trung giới thiệu cho quý vị biết là từ đây chạy ra cái đường 328 của thuộc về qua sông Ray với Hòa Bình nhé. Là cách tầm 1 km là tới đây. Vâng, anh cứ chạy xe vào được mà, tí quay xe ra được. Rồi thì quý vị cùng Văn Trung đi vào khảo sát cái lô đất này xem hình thù lô đất mình ra sao nhé. Đây, nói chung hai bên này người ta trồng bắp này quý vị. Ở đây là thuận lợi cho mình là làm nhà vườn nghỉ dưỡng, ở đây rất là ok, khí hậu mát mẻ này. Nói chung là từ đây mình cách tới Long Thành thì khoảng 50 cây. Trên 50 cây chút, 50 cây thôi. Thì còn cách lên Sài Gòn thì cỡ 101 km là tới đây rồi. Đấy. Quý vị có nhu cầu muốn mua một lô đất đây thì cứ liên hệ cho Văn Trung. Bây giờ cùng Trung đi vào tham khảo cái lô đất đấy nhé. Con đường này này. Đây này, ô tô mình để ở kia mình chạy vô được quý vị này. Đấy, ô tô mình đang chạy vô đấy. Con đường này đường ô tô đi được thoải mái nhé. Rồi thì hiện tại Văn Trung đã vào tới cái lô đất quý vị nhé. Thì lô đất mình nó từ đây có cái hàng cây gòn này. Thì trên lô đất mình nói chung là có trồng cây cây dâu tằm. Đấy, có một số thâm canh, một số cây bơ này. Đấy. Nói chung là cây vũ sữa, rồi một cây bưởi gì đấy, có khá nhiều là cây ăn trái. Đấy, mình gặp bên người nhà, người chủ nhà đây nhé. Thì làm việc với Trung luôn. Đấy, xe mình chạy vào đấy thoải mái quý vị nhé. Vào quay xe ok luôn kìa. Xe ô tô mình chạy vào ok luôn. Đấy, chỗ này là thuộc về sông Rai Cẩm Mỹ. Thì quý vị mua để xây nhà mà nghỉ dưỡng ở đây thì cũng ok. Vì trong có cái hồ. Mà tiền đường này cũng được khoảng vài chục mét. Hết cái đám dâu kia luôn à? Hết đám dâu kia luôn à? À, vậy là được chắc cả 100 mét đó quý vị ạ. Nói chung là có cây khế này. Hầu. Đây, Văn Trung quay cái mặt tiền đường này cho quý vị xem trước nhé. Đấy. Được cỡ 100 mét mặt tiền này. À, thằng Danh là tới cái cây lòng mức đấy, đúng không? Rồi, ok. Vâng, thì lô đất mình là tới đây quý vị nhé. Thì xin được thông báo cho quý vị đây là 8 sào mà giá là 270 triệu một sào. Đấy. Trên đất mình có trồng dâu. Đấy. Giàn tưới trong kia có giàn tưới tự động kìa. Rồi, mình đi lên đây xem cái hồ đằng sau đây. Đấy, mức giá chỉ có 270 triệu một sào. Thì cái khu này khu dân cư đông, nói chung là giá hợp lý đấy. Quý vị tham khảo mà thấy hợp lý thì liên hệ cho tôi. Sẽ vẫn bớt tiền lọc cho quý vị. Nói chung là chủ nhà sẽ bớt một chút lọc nào đó cho quý vị thiện chí mua. Cái này cây mắc mật này đúng không? Cái này mắc mật rừng à, cây mắc mật. Bên sông Rai người ta trồng rất nhiều cây này quý vị nhé. Mắc mật rừng cũng thơm này. Xung, xa đây.
Đây có nhà, nhưng mà cái nhà này kiểu người ta bỏ hoang ha. Thì chủ người ta không có ở đây. Nói chung là anh này anh không ở đây. Anh có một con nhà trong kia. Thì căn nhà này, anh này anh không ở đây nữa. Anh có căn nhà lớn trong kia. Hồ đây đúng không? Ừ, đây có một cái hồ nhưng mà sao khó xuống nhỉ? Đây có cái chuồng nuôi heo này. Chuồng nuôi heo. Thì đây không nuôi heo rồi. Nói chung là vẫn còn cái chuồng quý vị nhé. Ai có mua cái nhu cầu cái này mà mình nuôi heo thì vẫn có chuồng sẵn này. Chăn nuôi heo. À, ở đây có cái hồ quý vị nhé. Đất mình là tới bây giờ đầu bên cây tràm bên kia đúng không? À đây. Thì xa và sâu quá thì chung không xuống phía đấy nữa. Tua về cho quý vị xem là cái đất mình có hình thù là chạy dài dài vô đấy và ngang lên trên này. Vuông, đất mình rất là vuông hình chữ nhật nhé. Gần gần như hình vuông luôn đấy. Thì tới cái cây tràm kia. Nói chung là đất tới cây tràm kia thì đây cái hồ này ở đây. Hồ toàn rau muống thôi. À, có nước nha quý vị. Nhưng mà kiểu là cái hồ rau muống mọc nhiều quá cho nên nhìn chả thấy nước đâu. Có nước gì không? Có. Ừ. Rồi thì giới thiệu với quý vị đấy, có một cái hồ cũng khá là lớn nhưng mà rau muống mọc nhiều quá, nước thì chẳng thấy đâu. Đây có một bụi mơ lông này, mơ lông ở đây ui cái mơ lông đấy tốt nhỉ. Đấy quý vị có nhu cầu mua lô đất đây này. Có luôn cả mơ lông, ai muốn ăn lá mơ lông có luôn. Đây là cái gì? Đây là cái giếng ở đây à? Cái vòi ống này là gì đấy? Đây là ống ống hút nước từ dưới hồ lên này quý vị nhé. Rồi có điều có cái điều không? Cái này là cây gì? Măng cụt. Cái này măng cụt đây à? À, cái măng cụt nhìn lạ nhỉ. Ở đấy. Mận kìa, bưởi kìa. Rồi, ở đây có một số cây trái như bưởi nè quý vị nhé. Đây, bưởi. Bưởi này giống kiểu thiếu chất. Không được chăm sóc nữa. Gì? Đây cái trái này. À, thì đất mình vuông tới phía dưới kia luôn. Ừ, rồi. Rồi. 270 triệu để sao. Đây có măng cụt này, bưởi này. Rồi dọc dọc mãi xuống dưới kia quý vị nhé. Rồi, thì lên trên kia luôn đúng không? Tới hàng danh cây tiêu kia nhỉ? Rồi, thì đi vướng nhiều cây dâu quá chung không đi tới cái hàng danh cây tiêu kia. Nói chung là dọc xuống đây. Bên này là một nửa cái ao bên kia thôi. Một nửa cái ao hắc quá. Đây là có ao nữa hả? Ừ. À có ao nữa. Cả một nửa cái ao này thôi. Một nửa thôi. Ừ. Cái này nó đâm xuyên qua là mỗi người một nửa ao ấy. Là bên kia một nửa ao và bên này mình một nửa ao hả? Ừ. À mình có cái hồ này nữa quý vị ơi, nhưng mà được một nửa thôi. Có nghĩa là người ta sẽ danh giới mỗi người một nửa ao. Là thả cá chung nhưng mà bắt chung hiểu không? Ừ, cái là hồ để anh ăn để thả câu có cá thôi, ăn chơi thôi. Rồi, ok. Đấy. Sao lại không không phải tới cái kia luôn à? Không, đến cái chỗ hàng này thôi. Rồi, ok. Đấy, chúc quý vị tham khảo mà nhu cầu muốn mua lô đất ở đây thì liên hệ cho Trung nhé. Chắc là... Chỗ 4 lớp 10 sông Dây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Rồi, biết là sông Dây ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai được rồi. Đây. Vào đây giống kiểu cái mê cung ấy. Ra không được. Ui. Đây quý vị này, có cây vũ sữa đây. Ai mua cái lô đất này có luôn cây vũ sữa này. Hoa quá trời. Cái dâu tằm người ta trồng nhiều quá. Rồi ok, mình kiếm được cái đường ra rồi. Sát.
Rồi, chắc Trung xin phép được dừng cái video ở đây. Quý vị tham khảo mà thấy hợp lý liên hệ cho tôi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.